Hola, em xin chào tất cả anh chị em buổi trưa. Tiếp tục chiến đấu của buổi trưa nha anh em. Trưa hôm nay ta lại chiến đấu tiếp. Ta lên cái con này phát coi. Con này cho nó máu này. Tiếp một con quần của thằng pilot trực thăng. Mùa hè bao mát và đẹp nha anh em. Nói chung là mát và giá trị đỉnh. Pilot trực thăng ha. Vải chống cháy bụng 86, tức là chất vải này nó là chất vải kháng lửa, mát nhẹ, dài 102. Ở sau này có đây đôn này, ở đây có dây keo đồng túi hộp nha, rất là đẹp. Nói chung chơi con này thì quan trọng có tiền để chơi không, chứ con này thì từ cái sưu tầm cho tới giá trị ấy là con này đang đứng hàng đầu, không phải nói chung là nó cũng ngang hàng với những cái dòng quần M65. Nhưng mà cái dòng này nó khác là vì nó ngang hàng vì nó hiếm thôi, chứ mà giá trị nó cũng gần như nhau. M65 á thì thằng mùa đông, còn thằng này là dành cho mùa hè. Ở bên này là có một cái nắp túi này. À, nhìn giống M65 không? Ở đây có một cái túi bự, ở đây có dây kéo chọc vào. Ống quần này nằm tầm 20 nha anh em. Hai bên đều đẹp hết. Con này tầm 95-96%. Chốt cho em 1,2 triệu, mã 42, bao mát nhẹ. Anh em bận nó nhẹ như bông luôn. Không có mất sức lao động gì hết. Nó là dòng bằng dây nút nha. Cái nút của nó thì nó bị mất nút, cho nên nó thay ba cái nút này. Em có thể đền vào cho anh em ba cái nút khác y như của nó. Rồi. Tiếp một con áo phao bèo. Áo phao bèo, lưu ý giùm em nhé, áo mùa đông. Mùa đông ấm. 2-3 lớp nhưng mà nó bận được hai mặt. Hai mặt này, cái đầu khóa của nó trong và vào ha. Mặt bên này màu nâu và bên này màu bèo. Phao nha, cái dòng này vai lấp lăng cho nên là không có đo được vai anh em ạ. Dài áo là 72-73. Đấy, đẹp nha. Con này cái cổ là cổ lành tủ mà không biết của nước nào hết. Ở trong có những cái chỗ để mình dắt dắt cái giống gì không biết luôn á. Dắt này. Bo rất là đẹp nha. Nhưng mà nó bị dính một cái màu gì đây này. Áo này rất là đẹp nha anh em. Mới luôn. Chất vải là ni lông. Ở ngoài anh em này, chất ni lông lọc sọc này. Gọi là ong gió. Ở đây có một cái túi nữa. Túi bao vây. À, hai túi, ba túi. Con này là 85 đến 90 ký. Chốt giùm em nha anh em. 96%, 500.000, mã 51. Áo ấm nhưng mà nó nhẹ lắm anh em ạ. À. Nói đúng ra mà những con nhẹ, anh em biết những con lông vũ không ạ? Áo phao mà lông vũ giá trị đỉnh. Nói chung là ai mà chơi lông vũ thì chắc là biết cái giá trị của nó phải không ạ? Nhưng mà nó nhẹ. Có những con mùa đông mình bận, chưa bận mà thấy không có sức mà mang. Còn con này mình bận ấm nhưng mà nó nhẹ tưng. Rồi thêm một cái quần này, vải kaki 6 túi hộp của Mỹ. Con này bụng 78-80. Chất vải kaki 6 túi hộp có bấm bông dài, quần 108. Rồi, con này không có mới lắm nha. Con này nó bị quát ở đây rồi này, có vết in nút này. Đó, bên này đều đẹp. Nói chung chỉ có thấy vết in nút thôi. Qua bên này, thằng này nó quỳ có ở bên à. Cái đầu gối ở đây có hơi bạc bạc một chút nha anh em. Em nhìn thấy không? Mà lính Mỹ không, nó chuyên là bắn như kiểu là bắn bể á. Kê đầu gối vậy này. Nó quê kê một cùi vậy là cái cùi chỏ này nó nằm ở tiếp xúc với đất, còn cái đó là em đoán. Còn mình là nằm bẹp dưới, đặt cái u đất rồi kê lên là nhắm thôi. Còn nó là bắn di động như dạng bắn tỉa, bắn kê đầu gối bắn. Rồi, con bên trên này đều đẹp hết, sau này đều đẹp hết. 300.000, mã 52. Anh em nào mà mua con này, cái giá của một cái quần này, giá quần sọt 350.
mà cái quần chỉ có một chút bị bạc bạc đầu gối em bán 300.000. Anh em thích dài thì cắt, thích dài thì thích, không thích cắt sọc vẫn chưa muộn. 300.000 mã 52. Tiếp một con quần này M51 nha anh em. M51. Nhiều khi em không có kịp lôi mấy cái túi này ra, em chỉ có like review vèo vèo thôi. Hàng M51 nha. Chất vải kaki. Nó là dày như M65 luôn, dài 100 bụng 110. Nó lại màu đen, à màu xanh mà nó hơi lục lục, màu sẩm sẩm màu xuống. Dài 120. Sau này nó cải cách rồi, bắt đầu nó tân tiến này, nó đổi cái màu vải, chất vải nó khác anh em. Con này là đời tem giấy này. Đời tem giấy, một miếng giấy to. Và trên này nó in cặp lưng, nhưng mà nó in ở đây cặp giấy đây nữa này. Rồi, ok nha. Chuẩn hàng cấp phát nha anh em. Em bao cho anh em nha. Dòng này dây kéo đồng. Dây kéo đồng. Hả? Con này màu xám xám một chút, màu hơi xám xám một chút. Anh em nhìn thấy có một đường kẻ màu trắng trắng đây mà rất là nhẹ thôi. Nó không biết cái lý do gì nó có một cái đường kẻ này này. Cái đó như kiểu phấn màu xám, màu xanh kiểu xám xám. Rồi, nói chung con này đều đẹp. Em cho 93-95%. Đều đẹp nha. Nhưng mà chỉ ở dưới line này nó đã qua sử dụng thì sẽ có những cái đường watt này nha em. Em nhìn kỹ giùm em cái đường watt của line này. Không có bị sờn cái line gì hết. Nhưng mà mình cái phần nào thông thường anh em bận đồ hoặc làm cái gì vậy, cái thằng nào nhô ra thằng đó bị sát nhiều. Cho nên thằng đó nó ở dưới đất nó hay đá, với lại cái gợn sóng quần nó lượn lên, cái phần nào nhô ra phần đó bị bạc hơn nhiều. Giá trời trời. Em cầm cái giá hết hồn này. Một con M51 giá của nó là 4 triệu trở lên. Con này 900 ngàn mã 50. Ai ưng chốt giùm em ạ. Thật sự em bán nhiều khi em không biết em bán hay em cho nữa. Tiếp một con M65 thân nhựa cổ nhựa. Trong này có mũ nha anh em. Thân nhựa cổ nhựa. Thân nhựa cổ nhựa. Ở trong này là vải bubbling. Bubbling. Cái dây trên còn, dây dưới còn. Đầy đủ hết, mới và đẹp nha nhé. Không có lầm lỗi gì hết nha. Con này size small roller. Hàng cấp phát nha. 60-70kg và cao 1m7-1m74. Anh em dòm cái cổ giùm em cái này. Lưu ý giùm em 60-70kg. Trên này xuống đều và đẹp hết. Chỉ có chỗ này nó hơi dơ một chút. Hơi dơ này thì có ăn nhầm gì đâu. Đó không phải là cái lỗi. Nhưng mà cái này gọi là dơ vẫn phải báo. Cái phần khúc ống tay cũng vậy này. Khúc dưới này dơ. Khúc dưới này dơ. Dơ nha, giặt ra anh em về giặt giùm em cái. Anh em dụ nó từ từ thôi, đừng có vội dụ nó ra một lượt anh em. Một bữa ra một ít, rất là đẹp luôn này. Con này rất là đẹp luôn nhá. Thực sự em like như vậy thì không giấu anh em được cái chỗ nào đâu. Dơ. Không có cái chỗ nào em không cho anh em dòm hết. Cho nên là chỉ có trường hợp vô tình nó sót thôi. Báo em. Vô tình sót thì chắc chắn anh em cũng sẽ thấy. Này. Anh em cả ngàn người xem mà. Một mình em like. Mắt có hai con à. Cho nên có những cái mình vô tình mình phải thông cảm cho nhau nha. Vai của nó là vai 50. Dài 79. Small roller 6-70kg. Em đọc lại lần nữa để anh em mình ai có số ký này ưng chốt nhé. Giá chỉ có 400.000 một con M65 thôi. 6-70kg. Thân nhựa cổ nhựa, hàng chuẩn cấp phát. Mới. Nếu như không có vết dơ này em cho 96-97%. Nhưng có vết dơ thôi, nó bẩn nó bỏ thôi, cho 93-95%. Vậy thôi. 400.000 mã 49 anh em. 400.000 mã 49. Tiếp một cái quần Navy Seal chất vải caro. Em nói nhanh không biết anh em có nghe kịp không ta. Bụng 84 căng hết cỡ là 92. Vì em đang vội. Dài quần 110. Dài quần 110.
Navi siêu chuẩn Mỹ chất vải caro nha em. Từ trên xuống rất là đều màu và đẹp nhá. Con này đẹp. Con này đẹp. Con này 96% trở lên. Rất là đẹp. 950 mã 48, bình thường con này 1,4 triệu đó anh em ạ. Bình thường con này là 1,4 triệu đó. Chốt giùm em nha. Em bao hàng cấp phát cho anh em này. Đấy. Tiếp một cái quần beo mưa. À hôm qua hình như trưa hay chiều hôm qua có một cái áo mưa beo này. Ai chốt cái áo mưa beo đó, quất cái con quần mưa này giùm em nhá. Con này mùa đông giống như form philot luôn. Ở trong này bao ấm. Hả? Thì quần philot mưa đó. Hôm qua ai quất cái áo kia thì nó chỉ có một lớp thôi. Nó dây kem nhôm luôn bà con ơi, nó là dòng philot. Philot. Philot beo, philot mà lại quần mưa. Của Mỹ á, của lính Mỹ đàng hoàng anh em. Thôi thì đến luôn, con này cực kỳ hiếm. Ai chốt được cái áo là quất thành một con mưa, một bộ mưa dây kéo quần này. Cái bụng của nó là 100, căng hết cỡ là 120. 100 mà căng hết cỡ là 120. Có đây độ có cái nẹp lưng đàng hoàng nhé. Con này mùa đông ấm lắm, ba lớp. Dài 110. Anh em không cần trời mưa bẩn cho em vào mùa đông đi. Bẩn mùa đông là đủ ấm lắm rồi, phải không em? Bẩn vào mùa đông cho nó ấm. Đấy, rất là đẹp nhé. Ở đây có một cái túi này này. Túi thì rất là ngầu, anh em bỏ đồ vào là nó phình cái túi ra rất là đẹp. Và chơi hàng này mới độc mới lạ. Những con philot một màu người ta có rất là nhiều, nhưng mà quần beo philot này cực kỳ hiếm có. Hiếm hiếm có. Đẹp luôn, không lầm lỗi gì hết. Chú cho là mẹ ơi, quần này bán giá này, quần philot mà bán giá này có bị gì không ta? 700.000 mã 47. Một quần philot của nó là 3 triệu 2 triệu, phải không em? 2-3 triệu rưỡi là chuyện bình thường. Quần này có 700.000 mã 47 à. Chốt nhanh anh em. Không chốt là mất phần, em không có biết đâu này. Bữa nay có beo hơi bị nhiều luôn nha. Đây là một con áo kaki beo, gọi là áo sơ mi, áo khoác nhẹ thôi, không phải là áo ấm. Nó chỉ có một lớp. Con này thì không biết đó nha. X-large. Đây, tem của nó, chờ em chút. Em đo vai và chiều dài con này mới lắm. Vai của nó là 58. Dài áo là 69. Vai 58, 69. Đây, một túi này. Rất là mới nha. Chất vải này là hàng xưa, sợi to. Vải ngang, sợi to, rất là mát. Mới kem, ông tay suông. Con này mới lắm mà không biết nước nào, mới lắm. Hai túi là thuộc cái dòng đi săn á. Chất vải nó cũng gần giống như vậy anh em ạ. X large, nó chả có nói là mắc in nước nào hết. Bên này nó ghi tiếng Anh chứ không có ghi tiếng Việt. Rồi, hết nè. Nói chung cái chất vải này, anh em nhìn cái chất vải hàng xưa là nó những cái sợi gân to, vải ngang, sợi vuông, to. Giống cái dòng đi săn 575 á. Mà con này nó ghi tiếng Anh, nó chả ghi mắc in mà chả có ghi. Ở trong nó có một cái cung là mũi tên nó bắn trúng đích nữa thôi. Nó chả có nói cái gì hết. Và dòng đi săn lúc nào 2 túi và 3 túi. Rồi 98% vào con này 8-90kg. Anh em mà thích anh em về đôn lại nhỏ 70-80kg nha. Đôn chùm em, đạp chùm em một đường là nó nhỏ thôi à. Chốt chùm em con này giá 400 mã 45 ạ. 400.000 mã 45. Tiếp một cái quần sa mạc 6 túi hộp có bảo mông. Cái bụng của nó là 90. Bụng của nó là 90. Dài quần là 110. Bữa nay hết đồ bẩn những cái áo phải nói là cái quần này của Mỹ nha anh em, chất vải caro. Nhưng mà con này nó bị dơ, dính mực này anh em. Dính mực nha.
dính mực. Nói chung con này là tầm 95-96%, nhưng mà nó dính mực thôi. Đây nữa nhé, cái màu này rất là ăn đất, nó rất là nhảy đất à. Nhưng mà người ta bận sử dụng mà còn được như vậy là còn rất là đỉnh lắm rồi đó. Ở đây nó bị dơ một chút nữa này. Ở đây nhé, đây này. Và đây một vết mực nha anh em. Bán anh em con này còn bèo hơn cắt một con sọc nữa luôn. Con sọc 350 bán con này 250. Mã 46, trời ơi anh em mua một con này anh em chùi cho đã giùm em. Chùi phê luôn. Múc chỉ cả tha luôn á. Chốt của em 250 mã 46. Anh em tranh thủ chốt nha. Em báo cáo một lần nữa là bây giờ anh em mua sau này chưa chắc có để mua. Và có mua cũng không có cái giá này đâu. Tiếp một con ghi lê mùa đông hai mặt, chui cha là mẹ ơi, vẫn hai mặt mùa đông nha, ấm ba lớp luôn, ba lớp ấm lắm, nhưng mà hai mặt. Cái vai của nó là 48, dài áo là 68 48 68. Ở trong này là những cái khúc cây hay còn gọi là ngụy trang. Áo này không có nói lên nước nào hết, nhưng mà chất vải thì hàng của Mỹ à. Đây mình nhìn những cái đường ấy của nó, và có những cái anh em có thể hàng nhái. Đồ này không có nói tới hàng nhái được, em nói chung là qua kinh nghiệm mình bán đồ mình nói thôi, chứ đừng có nói những cái đồ mà có những cái dòng chữ như thế này mà gọi là tem in nha anh em, không phải. Và có những cái như vậy của Mỹ, em đang điển hình thôi. Cái đồ này của Mỹ thiệt thì nhái nó cũng in cái này lên được. Nó nhái dòng chữ này y hệt như của Mỹ. Quan trọng mình phân biệt đó là Mỹ hay hàng nhái thôi, phải không em? Rồi, đây là con mùa đông, hai mặt ấm, 75-85kg, 75-85kg. Anh em nào mà 90 thì bụng phải gọn gàng giùm em. Có nghĩa là tập gym tập tạ thì lọt được 90. Rồi chốt chùm em con này giá là 500 mã 45, à mã 43. Ở đây có túi này, hai cái túi này ha. Và bận được hai mặt hoàn. Cái con này nó chơi hai mặt mà với cái đầu khóa là nó bị hư rồi. Cái này có thể mình thay vào một đầu khóa khác nha. Em bán giá là em thay đầu khóa cho anh em, tức là nó thay vào một cái đầu khóa khác cũng là hai chiều thì mình sử dụng được. Thay cái đầu khóa hết 10.000 á. Em chuyên thay đầu khóa cho người ta hết 10.000. Rồi, màu bên này cũng rất dễ thương em ạ. Mới lắm, hai cái con này đều 96% trở lên hết. Rất dễ thương nha. Chốt giùm em con này 600.000. 500 hay 600? 500.000 mã 43. Tiếp một cái quần của lính bắn tỉa multicam, chất vải kaki bụng 86 ạ. Bụng 86 anh em có thể đôn về được 80, mà cái bụng này cực kỳ hiếm và đẹp. Quần bắn tỉa nha anh em. Quần này không phải là dễ mà có, mà nói chung chơi con này là rất là sành điệu mới chơi. Anh em hay chạy mô tô, cái nhóm mô tô, hoặc là nói chung là có những người rất cần tìm những con này. Đấy, mới 97%. 6 túi hộp có bảo mông. Ở đây có cái phần ôm này nữa nha em. Ôm cái đầu gối, mỗi lần ôm cua, anh em chạy xe mô tô hoặc là chạy, anh em ôm cái đầu gối này lại, rất là gọn và đẹp. Gọn nha. Thao tác của bánh của mô tô hoặc chạy xe là, hay là thao tác cái này của bánh tía. 990.000 mã 40, con này 1.500.000 của em đó. Bán 990.000, bán rẻ luôn. Tiếp một con áo beo. Áo beo, áo này là áo sơ mi mỏng nha anh em, mỏng thôi. Mỏng mùa hè hay còn gọi là áo sơ mi thôi. Con này chưa biết của ai hết nha. Wow, nó ghi tiếng Anh, từ từ ta mò. Vì tiếng Anh không có giỏi anh em ạ. Vai 53. Dài áo là 81. Cái sợi vải này cũng mát nha, sợi to và nhẹ. À, áo sơ mi của Mỹ ạ, con này của Mỹ đó. 300.000 mã 41.
rất là mới, 98%. 98% nha em. Bắt đầu ta coi cái tem này, con này của Mỹ nha, của lính Mỹ. USA. À, bao hàng của Mỹ cho anh em nhé. Con này làm áo sơ mi nhẹ và mát thôi, nó rất là mát nhưng mà nhẹ, cực nhẹ anh em. Hơi dài, ai mà hơi dài quá vì nó có hai cái túi ở trên này thôi này, còn hơi dài quá mình hớt bớt đi, hớt ngắn bớt nha anh em. Thích tà bầu thì cắt bầu, mà thích tà ngang thì mình cắt ngang ha. Rồi chốt chùm em 300.000, mã 41, bán rẻ luôn. Một con cuối cùng nữa nha em. Một con cuối cùng là 44 hộp chứ vải caro. Áo 44 hộp này nó cũng hiếm như một con áo túi chéo nha. Vai là 51 chứ vải caro, dài áo là 77. Màu xanh ngọc. Cái kia có chưa ba? Mới 98% lên luôn em, mất công chiều lại ấy. Con này của hãng Chusabek của Mỹ nha, Salad Roller. Mới 98% luôn. Đường trần đôi nha em. Chắc phải caro, muối kem sà beng. Con này gọi là muối kem sà beng. Đẹp không? Trời ơi, anh em bận một con này, hoặc là anh em bận với cái quần, hoặc là cái áo này anh em về không thích cắt sắt nách rất là bụi luôn, y hệt như áo mờ, áo túi chéo. Nhưng mà con này cắt thì uổng quá. 800.000 mã 44. Áo này hiếm nha, khá là hiếm luôn. Mới 98% chốt chùm em. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em tối nay 7 giờ mình lại giao lưu tiếp nha anh em. Em bye.